Anh thì anh cũng có bó hoa và anh cũng có cái món quà. Thì anh cũng thiết kế theo cái bố trí của cá nhân. Thì anh cũng thấy đẹp thì anh tặng em. Cảm ơn. Cũng có món quà mở tặng. Ra mở ra luôn. Dạ. Thì cái này chỉ là một cái ví thôi, thì em hy vọng là anh sẽ quản lý chi tiêu. Thực cái món quà này thì nó cũng đúng đúng ý của anh luôn. Thì con trai mà nếu mà thoáng quá thì tiền đâu mà đưa cho vợ. Rồi, Nam rồi, hai đứa ngồi đây. Nam thể hiện tài năng cho bạn gái thấy đi, nãy nó học võ, viết cái này kia đó. Làm vài đường coi sao. Em giờ em kết hợp luôn ba cái, vừa múa võ, vừa hát và vừa mây thái luôn. Nó mềm mại luôn. Bắt đầu. Ngày không em, không lung linh nắng trên con đường. Đổi thế. Dòng người lướt qua, riêng anh ngẩn mơ miên man. Và em hỡi có biết, tim anh vẫn vương bóng hình đời mong. Nhưng anh nín lặng, không dám chạy đến bên em. Quay quanh linh quánh khí thế luôn à. Vì ngày em hứng hờ tiếp, hay vì sợ làm em xôn xao. Thế nào? Ngày không em, quán vang không vang tiếng đàn. Ngày không em, sắc thắm hoa phai nhạt màu nhớ. Mời nhà trai giới thiệu về mình cho nhà gái nghe. Dạ. Kính thưa anh Quyền Linh, chào em. Chị Hồng Vân cùng chào các em. Anh chị khán giả có mặt trong hội trường ngày hôm nay. Em tên là Phan Hoàng Nam, em sinh năm 92, em đến từ Ninh Hòa, Khánh Hòa. Hiện tại em đang sinh sống tại Hồ Chí Minh được 10 năm. Em đang làm cán bộ tín dụng ngân hàng. Nào, mình giới thiệu về bản thân đi. Dạ em xin chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh. Chào bạn Nam Minh đó và chào quý vị khán giả. Em tên là Trần Thị Ngọc Vân và em 28 tuổi. Công việc hiện tại của em là triển khai phần mềm ERP cho công ty phần mềm. Và em sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi mình có điểm mạnh, điểm yếu gì? Về điểm mạnh của em thì em là cũng là người lạc quan trong cuộc sống. Thì thật ra là gia đình em thì cũng ba mẹ em mất sớm. Hiện giờ thì em chỉ sống với anh trai thôi. Nên là tính cách thì nó cũng tự lập và mạnh mẽ. Nói chung là cũng có thể tự lo cho bản thân bản thân được. Dạ. Còn về khuyết điểm thì em cảm thấy thì em cũng hơi không phải là người ngăn nắp gọn gàng cho lắm. Thì cũng hơi sợ xả. Nam, điểm mạnh điểm yếu em thế nào nói cho bên nhà gái biết. Bạn nữ bên cạnh thì mình cũng trao đổi thêm là mình thành năng động, tự tin. Mình rất thích về thể thao, thích chạy bộ, về những cái môn võ thuật, về taekwondo hoặc là mây thái thì mình có tập qua. Mình sẵn sàng bạn đi cùng mình thì mình có thể là bảo vệ cho bạn được. Và thứ hai nữa là mình cũng giỏi về sửa máy tính. Nên nói chung máy bạn có hư về win thì cứ alo mình thì mình ngay lập tức mình sửa được hết. Sửa luôn đúng không? Sửa luôn. Rồi đó là điểm mạnh, còn điểm yếu của Nam là gì? Em có hai điểm yếu. Thứ nhất là mình sống nó hơi tình cảm quá. Và thứ hai nữa cái tính của em là tính về nó hơi cầu toàn, hơi tham việc. Nên cái thời gian dành cho bản thân không có nhiều. Nên bây giờ 28 tuổi vẫn ế. Em có mấy mối tình rồi? Thì em có 3 mối tình, đều là đơn phương anh. Ủa gì đó hả? 3 mối tình đơn phương hết. Có nghĩa là chưa có mối tình nào chính thức hết. Đó. Bây giờ mình sao nè? Mình có mấy mối tình rồi? Dạ thật ra thì em cũng chỉ có một quen một bạn thì khoảng năm ngoái, thì khoảng mấy tháng thôi, thì cũng trước giờ cũng không có thực sự gọi là có tình yêu. Tức là cũng phân phớt thôi đúng không? Dạ đúng phân rồi. Phớt dạ cũng chưa có, tính ra thì cũng chưa có. Hai người đều non nớt trong cái vấn đề yêu đương rồi nè cưng, sao căng thẳng dữ vậy? Dạ. Xả ra. Em suy nghĩ cái bạn bên đây á, em tưởng tượng hình dung có đúng cái mẫu người của em không? Thực sự là em cũng có qua lời kể của bạn á, thì bạn nói là cũng không may cái về ba mẹ cũng không còn nữa. Nên em cũng thấy là bạn phải rất là mạnh mẽ với là vững mạnh để làm sao mình đương đầu với những khó khăn trong cuộc sống. Và thứ hai nữa là không có muốn là nhờ vào sự trợ giúp của anh mình cũng tự kiên cường được. Thì cho thấy là bạn là một người rất là mạnh mẽ. Và em có thích những người phụ nữ như vậy không? Dạ, em rất ngưỡng mộ. Thực sự là để mà đàn ông đã ra xông pha chiến trường đã rất là mệt nhọc rồi. Nhưng mà phụ nữ gường lên, gồng lên thì phải có một cái động lực rất là lớn lao. Và thứ hai nữa là họ có nhiều cái sự hy sinh rất nhiều. Nói chung là đúng cái gu của em đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi còn về ngoại hình thì sao? Thực sự em cũng chia sẻ thì ba mối tình trước là đi đơn phương là ba cô đều xinh cả.
nhưng mà thất bại nhiều rồi rút kinh nghiệm thì thôi, tìm cô nào nó cũng phù hợp, vừa tầm và thứ hai nữa là nó tính tốt xíu. Rồi ngoại hình thì không quan trọng, nấu ăn được thì ok, cũng không nấu được thì em sẽ không show. Em tự tin món nhậu món cơm thì em không được. Rồi chị nghĩ là bên đây là hoàn toàn có tất cả những cái gì mà em mong muốn, thậm chí là trên cái điều em mong muốn luôn. Thấy không, để anh qua anh coi coi giống nãy giờ em tả không nha. Cưng không? Nhìn mặt rất cưng. À, nãy giờ thì chàng trai đưa ra những tiêu chuẩn trí đó thì em thấy em có khoảng bao nhiêu phần trăm? Dạ thì em nấu ăn thì cũng khá, nói chung là em cũng phải tự nấu ăn cho em mà. Còn thực ra thì em cũng không phải giỏi nữ công gia chánh quá, tại vì em cũng nói chung là mẹ em cũng không có cơ hội để dạy cho em nhiều á, thì em làm cơ bản thôi. Thì em nói chung là em nghĩ là em cũng có thể là đạt được cái tiêu chuẩn của bạn. Còn em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Như bạn nói là bạn biết sửa máy tính này kia là em cũng thấy hay, tại em cũng thích là những người mà biết có thể làm được những cái công việc trong nhà này kia, nếu như là mình có thể sửa điện hay là mình lo lắng khi mà nhà cửa hỏng hóc này kia. Tại vì thực ra thì em ở với anh em thì anh em lại không biết làm những cái đó, thì mỗi lần khi mà em cần thì em lại phải đi tìm thợ, nói chung là em cũng phải tự chủ động á. Thì nếu mà có được người chồng mà có thể làm quán xí những cái việc nặng đó thì nó nhỏ em ơi. Dạ. Sửa điện nước nhỏ. Thôi, em có mẫu hình lý tưởng nào không? Em mẫu hình của em là ba em. Ba em? Dạ. Ba em là người thế nào? Ba em thì là người rất là có trách nhiệm và cũng là rất là yêu thương con. Thì ba cũng là không có hút thuốc, không có cờ bạc. Thì em cũng hy vọng là bạn nam cũng như vậy, là sẽ không có hút thuốc, không có nhậu nhẹt này kia, và không có những cái về tứ đổ tường. Có không? Có em trai? Em không rượu, không thuốc, không những cái nó tạch xấu. Nhưng mà nhậu thì vẫn có, tại vì cái nghề của em là cũng phải đi giao lưu, đi ngoại giao, nhưng mà uống có chực mực và chừng mực là được. Nhậu xong thì vẫn cứ về nhà chứ không ngủ ngoài đường. Rồi tốt, bây giờ á là mình hỏi ý kiến người thân coi em trai đi với ai. Dạ em hôm nay đi với là ba em, mẹ, em gái và là bạn học đại học ạ. À, trời, một lực lượng gia đình của mình đi luôn. Dạ. Xin chào anh Quỳnh Linh, xin chào chị Hồng. Dạ, Vân chào và anh. Khán giả trường quay cùng với nhà gái. Thực ra thì hôm nay đến với chương trình thì thấy bạn gái bên đây mặc dù điều kiện gia đình như vậy nhưng mà bạn cũng sống tự lập, bên kia tự lập, bên này cũng có tự lập là một. Thứ hai là nhìn qua hình thức thì cũng ngoan hiền và nói chung là xinh xắn. Chú cũng muốn là qua đây thì hai đứa cho nhau một cơ hội hẹn hò tìm hiểu. Nếu tí tiền tốt thì đi đến, nếu không nhanh được thì ba mẹ luôn đồng hành cùng con. Dạ, vậy là tốt rồi ha. Rồi cảm ơn nhà trai. Em đi với ai? Dạ em đi với lại anh trai và cô ruột. Dạ chào cô Hồng Vân, dạ chào chú Quyền Linh, chào đàn trai với chào quý khán giả đang tham dự chương trình. Tôi là cô ruột, là chị của ông ba bé Ngọc Vân. Thì qua cái chương trình này thì thấy cậu Nam thấy cũng được, cũng tương đương, học hành cũng tới nơi tới chốn. Thì cháu tôi cũng mồ côi nên có gì thì đàn trai nếu mà có tiến tới được thì cũng giúp đỡ cho cháu. Thương cháu như con ruột. Dạ. Rồi. Rồi cảm ơn cô. Bây giờ mình mở rào. Mở ha. Rào đi. Mở rào. Bạn trai ông chết đứng luôn vậy đó trời ạ. Anh thì anh cũng có bó hoa và anh cũng có cái món quà. Thì anh cũng thiết kế theo cái bố trí của cá nhân. Thì anh cũng thấy đẹp thì anh tặng cho em. Cảm ơn. Cũng có món quà. Mở ra luôn rồi. Dạ. Thì cái này chỉ là một cái ví thôi, thì em hy vọng là anh sẽ quản lý chi tiêu. Thực cái món này thì nó cũng đúng ý của anh luôn. Thì con trai mà nếu mà thoáng quá thì tiền đâu mà đưa cho vợ. Rồi, rồi hai đứa ngồi đây. Nam thể hiện tài năng cho bạn gái thấy đi, nãy nó học võ, viết cái này kia đó. Làm vài đường coi sao. Em giờ em kết hợp luôn ba cái, vừa múa võ, vừa hát và vừa mây thái luôn. Nó mềm mại luôn. Bắt đầu. Ngày không em, không lung linh nắng trên con đường. Đổi thế. Dòng người lướt qua,
Dương ăn ngần mơ miên man. Và em hỡi có biết tim anh vẫn vương bóng hình đời mong. Nhưng anh nín lặng không dám chạy đến bên quay quanh em. Linh quánh khí thế luôn à. Vì ngày em hứng hờ tiếp hay vì sợ làm em xốn sang thế nào. Ngày không em quán vang không vang tiếng đàn. Ngày không em sắc thắm hoa phai nhạt màu. Nhớ em, em ơi chốn nào anh miên man nỗi nhớ khôn nguôi. Thế bằng mây thái nào? Lòng anh khát khao sẽ chia buồn vui cùng em. Vì nếu em cần một bờ vai em, nếu em cần những phút bình yên, đủ anh thế. Sẽ đến ngồi kề bên em. Khi em không giọt nước mắt chưa chan, dấu phong ba sẽ đến với em. Cho dù không làm em cười, anh sẽ đến để được khóc cùng em. Ôi, hay quá. Bên mình sao? Em hát một đoạn của bài Rồi Từ Đây ạ. Ngày hôm qua chợt biết nhớ biết ngóng trông ai, hỏi lòng tình yêu đang đến hay nhớ thương ngơ ngơ thế thôi. Rồi một hôm em không thấy anh, bồi hồi mong đến mai trời sáng được trông thấy ai kia dù trong giây phút. Rồi một hôm một khúc hát thấm thiết qua đây, cùng một tình yêu trong đó chàng đã trao đến em sớm mai. Và tình em nương theo gió bay, cùng lời thơ nói khúc nhạc đó hòa ca đến mai sau. Tình yêu mãi ngân vang. Rồi từ đây bên em nhé anh của em, em xin hứa yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh. Rồi một mai đôi ta nỡ xa lìa nhau, con tim vẫn luôn bên lâu, trao nhau muôn đời về sau, tình luôn đậm sâu. Rồi bây giờ anh hỏi nè. Dạ. Ngồi đi. Nãy giờ nắm tay bạn gái em cảm giác sao? Em thấy nó bề mại mà lạ lắm anh. Thấy nó rung động không? Mà thật sự là em, cái vợ em là tán gái vợ nên nói chung là mình, em không biết cách diễn tả thế nào. Bây giờ em cứ tiến tới hỏi là em cảm giác anh như thế nào em gái. Thôi hỏi đi, hỏi thôi. Đứng nắm tay. Cho anh mượn tay em bán được không? Nãy giờ em nhìn anh cũng thấy biểu diễn á, thì không biết thì em có cảm giác như thế nào á? Dạ thì nãy giờ thì thấy anh cũng nói chuyện á thì cũng là một người rất là chững chạc và chín chắn, nhưng mà khi mà biểu diễn á thì cũng có chút hài hước. Thì em cũng thích một người là nói chung trong cuộc sống của mình là cũng có nhiều nỗi lo rồi, nên là đôi khi mình cũng có một chút hài hước này kia thì mình sẽ thoải mái sống hơn, mình vui vẻ hơn. Thì anh cũng nhờ cái duyên ông trời trao cho anh cái cơ hội được gặp em, thì anh cũng hy vọng kỳ vọng á là em cho anh cơ hội để chúng ta tìm hiểu nhau. Em có thể cho anh một cái khoảng mốc thời gian á, để có thể nếu mà được thì mình tiến xa hơn. Em thì không đặt cái mốc gì hết, nhưng mà ý là mình quan trọng là cái mức độ tình cảm của mình tiến tới đâu thôi. À. Nếu mà được thì năm sau, tại vì thật ra là em cũng lớn tuổi rồi, thì gia đình cũng có trông mong. Thật ra tôi thấy cặp này nó thổn thức lắm rồi Linh. Thiệt, không cần phải nói nhiều, nó nói bằng mắt nãy giờ cái miệng nói nhưng mà không có để tâm vô cái lời nói. Ngồi đi, vô ghế ngồi đi. Để tay lên cái nút đi. Đó, thấy không tìm ra nút luôn mà. Ngồi là cho cái thế nó thoải mái giùm tôi cái coi nè. Rồi,
Đếm nha. 1 2 3. Đó trời, nó bấm một lúc luôn. Cách cách. Rồi. Đấy, chính thức các bạn hẹn hò với nhau rồi đó. Hai đứa biết sao, hai đứa dễ thương lắm, hai đứa hiền lành lắm, mà hai đứa rất là thật luôn. Nhất là em trai nè, anh kêu gì làm đó, về nữa coi là đi vui lắm á. Hai đứa này hợp với nhau đó. À, rồi bây giờ mình hứa gì với gia đình bằng già gái đi, có cô nè. Cô với anh. Anh ơi, chân mừng. Thì thưa cô, thưa anh, con sẽ cố gắng là thứ nhất để cho em có thể hiểu được con tới cái giai đoạn mà hai đứa đồng ý, thì con xin phép có thể là cùng em về mình có thể lập gia đình. Nha. Con cũng mong mọi người tạo điều kiện. Rồi, đây cô gái nói gì với ba mẹ? Dạ, thì con chào hai bác ạ. Thì con thì cũng còn nhiều thiếu sót lắm. Nói chung là, nhưng mà con sẽ cố gắng hơn nữa. Thì con nghĩ là nếu mà có cơ hội và tình hợp phù hợp với nhau thì con sẽ chăm sóc được cho anh em. Rồi bây giờ là mình phải làm cái thủ tục rất là thiêng liêng. Đó là thủ tục cái hôn đặt lên má của người gọi là một nửa của mình. Dạ, 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 con xin phép cho con được tiến hơn một bước nữa. Dạ. Con xin phép. Rồi, nắm tay đi. Đẹp rồi. Rồi. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Makano tặng bạn voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Makano tại các đại lý chính hãng toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Makano thiết kế độc đáo, lõi lọc ceramic siêu bền, màng lọc RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kềm dầu hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, Makano sẽ tặng máy lọc nước phong thủy ion kềm trị giá 13.800.000 đồng. Makano phong thủy ngũ hành vượng khí thăng hoa. Thương hiệu thời trang thiết kế The Maven gửi đến bạn voucher giảm giá 30% khi đến mua sắm trực tiếp tại các cửa hàng. Mong rằng những bộ cánh lung linh tại The Maven sẽ giúp buổi hẹn hò của bạn thêm phần lãng mạn và đầy yêu thương. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan. Bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Hai đứa rất là dễ thương luôn. Nào, hãy đưa nhau đi đến cuối cuộc đời luôn. Cưng quá, hai đứa dễ thương á. Nè, bông nè, đó, chào cha chào mẹ nè. Rồi, chào gia đình đàn trai. Rồi, buổi ra mắt ấn tượng.